lỗ hổng như này thì thứ nhất cái việc đầu tiên là cái thẩm mỹ nó xấu đã, cái việc thứ hai là cái nơi nó tích tụ được cái rác những cái lá cây này vào đây, khu sân này nó bị sọc sạch. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này tôi chia sẻ các bạn một cái lỗi cơ bản dành cho khu vực lát sân bằng đá tự nhiên hoặc có thể là bạn lát bằng gạch. Thế thì thường là anh em có một cái sân lát hay là khu vực lát về hè chẳng hạn thì hay có những cái bồn hoa như này đúng không ạ? Thế thì cái bồn hoa như này thì nó có hình thù có thể là khác nhau, có thể vuông, có thể tròn, mà đặc biệt là cái khó nhất là cái khu vực mà nó tròn, nó hình vòng cung như này thì thường những cái bác thợ làm rất là khó khăn. Đây thì ở đây thì để đảm bảo được cái tiêu chí mà tiêu chuẩn đảm bảo cái thẩm mỹ ấy, thì những cái vị trí mà đường nét cong như này thì yêu cầu các bác thợ là nên làm theo cái đường cong rất là nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Tránh trường hợp những cái lỗ hổng như này ấy, thì thứ nhất cái việc đầu tiên là cái thẩm mỹ nó xấu đã, cái việc thứ hai là cái nơi nó tích tụ được cái rác những cái lá cây này vào đây thì làm cho nó bẩn khu vực này lên. Đấy đấy là một cái điều mà lưu ý khi mà là cái khu vực mà lát sân mình có cái sự thẩm mỹ. Đó. Cái việc thứ hai ấy là khi mà anh em mà có cái khu vực này mà nó khó làm chẳng hạn, mình lưu ý có giả sử như trường hợp mà cái vòng cung này khó làm, nếu bác thợ khó làm thì cái có vị trí chỗ trống này thì bạn cũng phải yêu cầu là phải lấp cái vị kín cái khu vực này đi. Đấy, dùng cái hồ cũng được, dùng cái hồ xi măng cát để lấp cái khu vực này đi. Bởi vì cái việc mà tại sao phải lấp? Ví dụ như mình khi mà lấp kín cái khu này ấy, cái điều đầu tiên ấy là bạn sẽ cảm thấy nó sẽ sạch sẽ đúng không? Sạch sẽ là điều đầu tiên. Cái việc thứ hai ấy là ngoài cái sạch sẽ ra thì bạn sẽ chèn được, tức là độ cứng, tức là nó tránh được cái gọi là cái khu sân này nó bị sọc sạch. Đấy, nó khóa cái lại khu vực sân này lại để tránh trường hợp là bạn nó bị xê dịch một thời gian, nó lốc cái này lên, lốc cái này lên đấy, lốc cái này lên thì mình sẽ tự nhiên là phải tu sửa lại không? Thì đấy khi đó là bác thợ lại phải mất công rồi quay trở lại thì mình cần phải làm luôn khu vực này đi. Đấy đấy là mình phải lưu ý, nếu trong trường hợp mà khó khăn mà không thể cắt được đá mà chèn được vào này thì mình phải làm là cái hồ như thế. Ok, trên vừa rồi cũng chia sẻ các bạn là một cái công trình thực tế mà kèm theo là cái lưu ý mà chuẩn bị khi các bạn là lát đá hay là lát, tức là lát sân bằng sử dụng bằng đá hay bằng gạch cũng là phải lưu ý những điều này. Ok, thì bây giờ thì xin chào các bạn ở video tiếp theo.